Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu Homelander H1-215. Ở bên em có H1-212, H1-215. Thì dòng này nó vẫn combo, bán theo bộ và thùng. Thì hiện tại em còn những cái đôi này là nợ đơn của các bác. Và cũng báo luôn này, hiện tại là em đang nhập được cái họng kèn na dây, kèn xịn, cao cấp hơn, tiếng nó hay hơn nhiều. Đấy, nhưng mà mẫu thì có một đôi, mẫu thì có một đôi. Thì hôm trước em có quay review với toàn thể các bác đã kể rồi. Thì đây là cái kèn hai miếng. Đây kèn hai miếng này. Đấy. Còn cái kèn bên cạnh đây là kèn ba miếng. Kèn này thì nó sẽ đắt hơn. Thì như H1-212. Từ trước đến giờ em vẫn có bán là 5,2 triệu cả thùng, cả chốt treo, cả phân tần. Nhưng không lấy chốt treo thì chỉ là vào 4 triệu thôi, bao ship cho các bác, bao ship gửi xe. Gửi Viettel thì các bác hỗ trợ cho em thêm 500 nữa, bởi vì cái con này cước vận chuyển nó hơn 1 triệu cơ, nếu mà gửi Viettel. Còn nếu mà gửi xe thì ví dụ cước nhà xe đắt nhất là đến 800 thôi, không quá nữa đâu. Thì như đây mẫu này đang demo lên cho các bác xem đây nhé, là H1-215 combo cả thùng cả phân tần, không có chốt dây treo nhé. Con này mà chốt dây treo cộng thêm 2,4 triệu, thùng phân tần, không có củ bát, chỉ có thùng phân tần họng kèn là 5,2 triệu. Và với cái họng kèn mà hiện tại bên em mới nhập về thêm được nè, họng này nếu mà các bác lắp cái họng xịn cao cấp này, không phải mà các bác muốn lắp hay không, mà đây là cái chắc chắn là sau này em sẽ giao bán cho các bác, thì nó sẽ đắt thêm 300.000 nữa, là 5,5 triệu, là cả thùng, cả họng kèn, cả phân tần. Phân tần thì bây giờ em tối ưu hóa, tận dụng được cái điểm mạnh có cái họng loa 715-725, nó có công tắc gạt, thì dùng cái công tắc gạt này vào đánh nhiệm vụ là đảo pha. Đây, đảo pha. Ví dụ các bác về không biết đảo dây tép thế nào, các bác chỉ cần có một đôi tai thật là tốt để nghe một cái, các bác đấu đúng âm dương nhá, một cái thì các bác gạt công tắc lên và một cái các bác gạt công tắc xuống, sau khi nó hoàn chỉnh lên như này. Đấy. Khi các bác gạt công tắc này thì cái pha của loa tép nó sẽ thay đổi, và cùng với đó nó sẽ cộng hưởng với cái tiếng min bát từ cái loa bát nó đánh ra. Đấy, A Thắng thử mô phỏng cái nút nắp của loa vào cho các bác khách xem này. Cái này nhiều các bác là sẽ không biết là phải nắp như thế nào, thì bên em thì sẽ có demo luôn cho các bác xem như thế này. Đấy, thì các bác chỉ cần luồn và nựa vào thôi. Khi nắp này là phải tháo củ kèn ra. Đấy, nắp vào thả như thế đúng không ạ? Khi các bác tháo ra, ví dụ đây củ neo nhá, thì nó như này, kể cả củ tư thường cũng có thể làm được với điểm tương tự. Đấy, củ này thì thao tác nó hơi khó một tí nhưng mà nó vẫn nhẹ. Đấy, nhấc ra. Rồi, bây giờ demo thử kia củ ấy nhá. Đây Thắng ơi, demo thử cái củ giờ xếp tới 2% này để cho các bác khách xem, là các bác bảo là vừa hay không vừa. Đấy, thì bên em vẫn có đầy đủ linh phụ kiện, các cái dòng này thì vẫn có đầy đủ nhá. Đây là demo để luồn vào để các bác biết là nắp lên như thế nào. Xin nhiều các bác về gọi điện hỏi Ngọc ơi, thì bây giờ nắp thế nào, anh về anh nhét nó không vừa. Đấy, các bác cứ chơi theo kiểu với các bác, chỉ cần luồn vào nữa là sẽ nắp được. Bởi vì khi đóng lên tại xưởng là bên em có lấy thử các cái mẫu củ nào bát kích cỡ nam châm các kiểu để thử rồi. Đây là H1-215, thùng nó rất là nặng. Đấy, ví dụ các bác nắp vào thì cần luồn vào cái khe giữa này, phải tháo không kèn ra, luồn khe giữa. Đấy. Thì như mẫu này bên em đang bán là 5,5 triệu là cả thùng, cả phân tần, cả họng kèn cao cấp kia. Còn đây là những đơn này nợ của các bác thì vẫn giữ là 5,2 triệu. Ok, bây giờ tháo ra xong nó bắt đầu là tháo củ bát ra xong nó bắt đầu là cho các bác rất nhiều ốc. Rất nhiều ốc nhá. Thì như cái H1-212 ngày xưa ấy, nắp vào ấy thì cái góc chỗ viền bát này xuống dưới này nó hơi bị kích tí. Rút kinh nghiệm là này là sẽ làm cho cái này nó rỗng hơn. Ví dụ trên đây các bác nhìn thấy nó còn khoảng cách là khoảng 1,5 cm nữa thì cái viền nó bát kia nó mới chạm đến khung đỉnh trên. Đấy. Ok, thì bây giờ anh em sẽ nắp vào nên cái thùng thôi, không có họng kèn, để cho các bác cùng xem. Và cái này nó có lưới nhá, có lưới, hiện tại đang có lưới vải thôi, còn lưới sắt em đặt cho cái dòng này thì nó lại chưa kịp về, nên là cũng xin nợ đơn của các bác được chưa. Ok, bây giờ anh em chúng em sẽ lắp vào.